Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Biết Đâu Được. Thì hôm nay mình là mèo của Biết Đâu Được đây. Lại là mình. Thì hôm nay mình sẽ làm về video Yasuo Cuồng Đào. Ôi nghe hấp dẫn. Sẵn tiện thì hôm qua là mình có đọc một cái comment tem tụi bị chiến à. Nhanh về đi, tôi đang bận việc kia rồi. Thì tôi đọc comment thì tôi thấy có một bạn kêu tôi chơi chơi gì chơi màu 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 lông mướp, bảo kêu dơ với bẩn bựa. Nên mình cũng làm theo yêu cầu anh em luôn, là mình mới đi nhuộm màu lông. Anh em coi này, 1 2 3. Anh em nhìn thấy sạch liền đúng không, còn gì mà bẩn bựa nữa. Ra thôi các bạn, đủ gì đâu, bình thường mà, mình càng mong vậy. Cậu game tự nhiên qua cướp gần. Cướp gần, chấm hỏi, có gì để cướp? Rồi 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 kêu không ganh nữa. Ừ thì không ganh thì thôi. Trời ơi trời. Bạn bị gì ấy nhờ? Các bạn này bị gì rồi? Thấy không? Lượng điều lệ không? Được né chiêu các thứ rồi. Công lực nó thâm hậu quá. Thằng kia còn nhiêu bình máu chứ, còn một bình luôn rồi. Chết chắc. Không có gì đâu ơi. Thuộc biến rồi. Get over here! Ăn chứ đâu. Rồi bây giờ ông này giết thì sao? Nope. Rồi bây giờ ông này giết thì sao? Tôi cũng chưa ăn được. Ôi ông này. Ông này lại thử thử chiêu rồi. Ngại sợ, thấy không? Một lần ông đó là mình lỡ tay bấm nút đúc chắc luôn. Ghét mà ông có múa, ông đợi là hỏng rồi. Tôi chém ông chết. Không bao giờ ghét đâu. Cái dù có thế nào đi nữa cũng phải giữ cuộc đời là không. Ôi mày chui á. Vô nè. Chơi chơi. Đây, ra tới. Chậm ra tới. Giả sứ gì đường này thiêu đốt là thế nào cũng chết thôi. Đây. Đây mất một thứ giả luôn còn có mạng. Ôi trời ơi, chết tiệt. Đấy lời liền. Ông này là hổ. Mua chó mua mèo. Á đủ. Ông liều, ông dám đi ngang tôi mà ông kêu mua chó mua mèo á. Con ta. Mua con chó, mua con mèo. Chấm hỏi luôn. Họ tôi từ gió trong vui á. Thật luôn, từ gió trong vui luôn. Bây giờ tôi chọn không chết. Chết chắc. Chạy được nào quý vị.
cỡ nào thằng này cũng là chính, không có thằng nào phụ ở đây nữa hết, thằng này là chính. Trời ơi, gió tiêu luôn, chạy đi cu. Trời ơi, con cười chạy chậm như vậy, sao ơi chạy được. Rồi đi nào. Rồi đi nào. Trời ơi, giờ tôi ăn con này thì nó cản tôi trời. Trời đùa tao. Giả mạng chứ, ăn đâu có chạy luôn được. Rồi tôi hỏi bây giờ ông ăn cái sứ giả đó ông quên nữa không? Trời ơi coi kìa, nó bỏ lên tôi nó đi hết, nó không có quan tâm tôi là ai luôn á. Cái thằng đó gọi là mất cách thủ đoạn, nó vô ăn của tôi. Bây giờ nãy tôi từ từ lướt lại chém tay cho bỏ mẹ. Trời ơi, tôi chọn bỏ mẹ luôn á. Cho tôi còn ghét với con này mà dám đùa đùa như nhờn rồi chết. Không. À, dết sau nó đích đà móc à. Trời cha, mấy mẹ không lấy châu gì ta. Rồi sao quên. Thằng giờ con sen có chưa chưa luôn. Chạy hộ. Nước vô. Quả này được. Ồ ghê luôn. Đâu mà kéo tao xem. Rồi ghê. Rồi ghê xong đi. Rồi cái lớp giáp đi được hết. Mà vậy thì nó trong mắt nó tôi đã không là gì luôn. Tôi nhìn cái tôi biết liền. Nhỏ lớn chưa bao giờ gặp trường hợp nào như trường hợp này luôn. Là cái bóng. Tôi mà không thấy nó phong bóng chắc hồi nó tôi cũng quy hụt luôn đó đâu. Tôi kiểu như vợ tôi chùm vãi kiểu thằng nào dám bếp. Thử đam. Mấy thằng này nó cũng thử đam. Sự chú ý của ta đã va vào những ánh mắt công nàng không ta. Và bùng lên con tim ta muốn đập cái trụ này. Ai cứ định hình 5 giây. Cái cuối, ở nào cỡ, ở cái cuối. Tôi có cái ấy mà sao tôi không biết chơi vậy. Cái này tôi có mà tôi không biết chơi á. Tôi quên chứ mà là tôi không biết chơi. Thật. Món cuối thì anh em thích lên gì lên nha. Chắc tôi lên gương vô danh quá. Tôi cảm giác như tôi chém, tôi vẫn chưa có đã tay lắm. Ôi, quýt luôn rồi. Trời chơi game kìa, tôi có làm cái gì đâu mấy ông FF gì là không rồi. Thôi ok, thì nói chung là kẹo hôm nay con Yasuo mặc dù cuối game nó FF bên này nó cũng không vui lắm. Nhưng mà ok, mình cảm ơn anh em đã xem kênh. Anh em thấy hay thì cho mình xin một like nếu được mình chia sẻ nha. Và khi mà anh em có thấy kèo gì hay á và anh em nắm bắt được sớm á, anh em muốn tôi chơi thì anh em có thể comment ở dưới, mình sẽ đọc và mình sẽ làm. Nhưng mà mình cho mình trước là mình xin phép
Chúc anh em một ngày vui vẻ và tốt lành. Thank you anh em. Thì mà lo hôm nay của tôi đẹp ấy chứ. Ông nào mà chê xấu nó đi, tôi khóc cho mấy ông xem. Ok.